Mỹ có đạo Phật đó. Hồi nhỏ con đi coi muốn được cúng mẹ con. Cứ đèo đèo còn có à, hầu con đồng với nhau rồi. Nhìn vậy xuống thấy hả? À. Nghe tiếng nói luôn rồi. Giới thiệu là tóm ẩn. Đang đang quay phải không? Đang quay. Chứ quay sao để luôn vậy? Quay đó mình mà nói chuyện bây giờ ghi vô. Cái gì mình đái có tiếng nè. Tiếng nó thu vô đây. Ông Lợi ông ngồi đây là thu vô đó. Cứ Lợi đây là thu. Ừ. Thầy Lan có nói chuyện không thầy? Thầy nói luôn, quay luôn mà không học cánh mà. Đúng rồi, quay hết toàn cảnh chưa? Quay toàn cảnh hết cái gì? Tốt hơn thầu sát là lấy luôn cái mắt của nó. Đây là cái mai chân khỉ. Cái chỗ này thấy không? Thấy chưa vậy? Rồi nè. Nó không thấy hay quá cái cội thấy cá bồ cá đó là cá ta dòng cái nhánh nó không biết rồi. Vô rửa bông không, đứng rửa bông không, chà bông đi, chà bông thơm á, để tắm á, rửa nha, để lấy chà bông bột á. Nhiều nước lượng là chó xài hết. Chốt đây. Anh vô rồi. Thôi cho chốt gì cũng vậy.
còn nó ném chè xuống hả? À. Nữa thôi, thuốc này nó mạnh. Uống nửa viên thôi rồi. Rồi đó. Cất những cái này. Hiểu chưa? Uống một viên đó là sao? Cửa nhà xíu dành ngày mai nữa chứ, mai mua phép khác đi. Chắc có không đó là mới là trên lý thuyết. Bé sớm tối giờ hả? Ôi từ sáng nó cho nậu rồi cũng không có đứa nào nhờ cất à. Anh cho rừng thằng Xí vì nó còn chưa biết lạy, năm nay mới biết lạy. Vậy hả? Thằng Tư ấy. Nước rạo cho nó đéo mất lắm, có là hút ổ. Rồi cũng vậy vậy à? Giá thì tốt mai cũng 200 gói à. Có 200 á? Thì nó lùng nó bắn hạ vậy á. Thì nó mua con có 1.6 à, 1.6 50. Ừ. 1.6 50 đâu, nó bán hạ vậy à. Ừ. Bán cho mau. Cái bữa 250. Ừ. Rồi hôm 300, rồi 350. Hôm tắt. Biết nó mau đi chợ huyện mua. Ừ. Thuốc lầu đó, hút. Không. Ừ. Mua gói này, mua. Mua gói hả? Mua không, mua thuốc lầu, hút lấy rồi. Nó bị cạt, nó ấy á. Chẳng thà mua thuốc lá, dám hút. À. Một lá sao mua anh xưởng mình sao nó mua đấy chia nó gói hút cũng được nha. À.
thì cho nó đỡ tôi hút luôn rồi chứ. Thì tôi hiện giờ mà giờ ở viện là thuốc nó ghét chứ. Tôi không kiện gì hết trơn. Cậu hút nhiều quá. Không tôi hút ấy chứ. Nhưng mà ăn rầu à. Ăn rầu à. Đến thử sống cho đủ ngàn không? Ăn rầu à chứ còn hầu không mà thâu. Chứ đập sách trục đồ mà không có sơ thuốc gì nữa. Nó buồn ngủ quá. Đập sách á. Chứ còn... các anh đó là anh Cường đây đang ngồi đây để dòm cái đại diện của ảnh thôi, còn đây là tấm ẩn dòm cái đại diện của tấm ẩn coi tấm ẩn thường cho mấy lời tốt. Gọi là như của Malaysia chứ không phải Nhật. Cái này anh đừng kinh nhân kia ấy không? Đâu, tao mới làm xong tức thời kia, cái đứa mới tức thời cái đây là ngày à. Làm gì đấy? Mở cửa hàng nè, điện tử nè. Đây xin giới thiệu, đây là cửa hàng điện tử của anh. Của anh chị Ngô Đình Chiến. Ngô Đình Chiến vô rồi. Vô rồi. Chưa khai trương cha đổi. Thì ta mới xin giới thiệu cái con anh chưa có khai trương. Chưa khai trương. À mà ta định đi Sài Gòn cuối tuần nè, tuần đến ta đi nè. Nếu ở đây ta không, ta định ở đây ta kiếm thêm cái đầu mà. Nhưng mà vô Sài Gòn ta biết băng nè. À tao chơi dịch vụ cũng cho thuê đầu cho băng nữa. Thì ở đây nó chưa cho công khai thì mình phải... Rõ quá ha. Cho khác mà đăng ký quá rõ. Dạ, yeah, cho phải đăng ký máy là cho sử dụng ở gia đình chứ còn. Dạ, ở Đồng Đá có máy có đầu sợ lấy thấy bạn. Sợ lấy. Làm sao đâu, anh lấy thì người ta không lấy, nhưng người ta không cho kinh doanh. Em cho chị quay cái chùa trong mà. Sợ lấy cái đầu đó. Đi đá không? Thành phố mua cái đầu về, đăng ký hoàn ngày xong ai lấy đâu. Ở đây cũng vậy, không ai lấy hết á. Chỉ có cái là nó cấm mình...
cho thuê, không cho thuê băng, không cho thuê đồ ở đây, chưa cho điều đó. Mình chỉ có ở trong cuộc sống chứ. Mình ở nhà mình chiếu gia đình coi được. Còn mình không, mình bán vé nó bắt á. Dạ. Bán vé nó bắt. Nhưng mà đây con không phải bán vé, ý là con nó làm như trong Sài Gòn, cho thuê băng, thuê đồ á. À, nhưng mà mở cửa hàng nó chưa cho đăng ký. Quay đi, quay về ghé tao lấy máy chứ coi thử nè. Dạ, rồi. Ghé bên kia, ghé đây. Ghé này là đập đá. Ghé là đập đá. Vô, nó vô ở nhà hàng Long thôi. Mẹ quên quên. Nghe mà khóc quá. Này mua hay mượn ẩm? Của thằng em thứ 9, em rể thứ 9. Thằng này là em rể, em út nè, thằng thứ 10. Thứ 10, bù. Là chín nút khóa đấy bà, mình 10 bù. Mở ở đây thôi, đâu có bán cà phê nè hả? Nghĩ luôn à, buổi sáng hay toàn cái thứ quen biết nó tới nó uống, nó đựng dạp nó tới nó uống, quen biết nó uống. Để uống chiều hay uống ra tiền. Ừ, đã, thôi. Sao đâu? Nó không trả mình cà phê thì mình lấy nó cái khác. Cũng hay, cũng hay. À, cũng hay. Cũng giống như ông chuyển ở cổng mở nhà hàng. Là mấy bữa trước vô có cái nhà hàng chuyển chưa? Tao không biết nhà hàng chuyển, mà anh Long nó bận quá thôi. Nó cũng tại Việt Nam. Tại là ông cũng lịch sử dễ sợ. Chuyển thôi. Tôi làm cũng được. Dạ. Mày giỏi thiệt á. Vừa thôi, giỏi quá. Ngày hôm trước còn là tỷ phú, ngày hôm sau là zero phú. Làm sạch trơn rồi. Rồi mời bác uống đi bác. Uống đánh đi chất chất. Cà phê ở ngoài trùng mà uống nào, uống 2 ly đồng lona thở không rồi. Này mà uống 3 ly, 4 ly cái là có nước đi vô. Gì nè. Bệnh viện đá quá. Cái này phụ sáng cho nội. Không phải. Tên là già đã làm đó. Bà chị ba trước giờ không? Chỗ bà thượng đó không? Ừ. Đi một quận quen chị trước mà. Ừ. Sau này mấy bà chị tôi tốt nghiệp thời Mỹ Thiệu á. Em chuyển mà tại vì là mỗi quen với giám đốc của chuyện để con có lửa mắt tiền giờ đã con đau rồi nhào vô đó. Anh khó nên dễ vậy đó. Em chuyển đó. Thông thường ai nói gì lâu lâu cũng muốn ra thành khó. Cái hoạch quá là điều này. Chơi lên chơi không? Chiều, nếu mà chiều tao ghé mày đi lên nhà tao. Chiều tao đang đêm mày đi mà mình không đi. Được không? Được không? Chiều tao ghé mày đây thì tao dẫn mày lên. Được, chiều đi. Mình lấy xe ra đi theo. Mình lên đấy mình chơi, mình muốn về mình về chứ. Hai người mình về. Trên ai ở trên đó thầy bác ở dài mong em mày mới ở đây à. Sao bây giờ đi xấu rồi thôi thì cũng có chung cháu ở xa lắm mẹ. Hôm qua chạy mới tới thì bà nào tới nhà rồi. Không được rồi mày qua xuống rồi cũng tối. Từ nãy giờ quay rồi cha. Đi qua đi lại mặt cầm đi còn đây uống. Ủa bạn cá không đi à? Cả mày bạn đi đợi phó chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh Phú Yên.
nào bắt giờ của mình đó. Đại khái là ai coi gì đại khái đi làm con chắc vậy đó, tại vì ở đây nó có những cái kỳ quặc đó. Trang không cười nữa. Ví dụ vậy là kiếm tiền hay gì đâu. Nó quay đăng cước khoảng 200 đồng vậy đó. Thành đồng phút. Quay cờ lấy thì cười rồi để vậy. Hai trăm ngàn, hai đồng hai mươi. Hai ba trăm, bốn trăm ngàn. Dạ. Cứ rút nó qua bốn trăm ngàn đúng á. Dạ không, dạ tùy nữa bác. Tùy nó quay thời gian dài ngắn nữa. Nó quay hết cục băng là 400 ngàn á. Dạ đó là loại quay có trình độ thì đòi 400, nhưng loại quay mà nhà nước thì sơ là 200-300 thôi. Loại nhiều đâu. Mà nó phát ra hơi rồi ráo rồi trời coi đâu. Có cái máy mình rồi nó bên đằng cai đi mướn bọn nó quay về nó cho mình coi. Chắc nó hư mẹ rồi. Tốt 400 ngàn á. Cái máy mình ở nhà mình quay chiếu ra tốt quá trời đó. Mới rồi mới cho nên chiếu của mình không à. Còn cái máy mới quay ra trong mắt rồi. Máy cũ thôi nói gì nữa. Máy tụi nó thích máy rồi nó quay mà 400 ngàn. Rồi em chưa rút đi, bây giờ bạn uống đi. Nói sao rồi, giờ kiếm 15. Đi nắng quá, bà vô mắt rồi. Chỗ đang chạy được cái chỗ không? Chỗ không? Chỗ đền thờ Quang Trung còn gọi là nhà bảo tàng Đức Thánh Nguyễn Huệ. Cánh buồm xa ngày xưa con thuộc bao mây. Đi chờ chở lúa gạo. Ai đang đâm biết? Chưa phải là đi vào bảo tàng. Vua Quang Trung mà lòng người ta đang nằm ra ý vô vương trách ta lắm. Đến vừa sống biết cho ta vẫn hơn. Đây là hai nhân vật đang từ từ bước vô đền thờ. Ngon, tôi dẫn vô sao đúng không ơi. Yeah.
ngang. Đấy, thấy không? Giờ tôi đứng bên chữ kế bên là quan trọng nha. Rồi, qua đây. Đây là đàn thờ chứ đâu phải quân đánh đâu đấy. Đàn thờ. Cái mùa một đúng á. Rồi. Are you with me?
Đây là những cảnh điêu khắc dọc đường đền thờ, dọc nhà viện bảo tàng. Hình đằng trước là Tá Mẩn và ông cụ đang đứng trước những bức tranh điêu khắc dọc theo đền thờ viện bảo tàng, diễn tả cảnh sinh hoạt của người dân. Sau viện bảo tàng, phía trước mặt là một dãy hàng cột. Khung hàng rào quay danh viện bảo tàng. Xa xưa. Ngựa nè, trên cái ngựa cầm gương nè. Viện bảo tàng. Đầu bước vào viện bảo tàng của vua Quang Trung. Trước mặt chúng ta đây là bài giới thiệu. Đây là một dàn trống. Chữ này còn gọi là chữ Trung.
những người mà có